Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020, vượt qua nhiều thách thức do thiên tai và đại dịch COVID-19, ngành nông nghiệp vẫn phấn đấu vươn lên, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,65%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới với thu nhập 43 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, lĩnh vực thủy sản chưa đạt mục tiêu đề ra, lĩnh vực đổi mới hợp tác xã chưa trở thành phổ biến. Có thời điểm cung cầu thịt lợn mất cân đối ảnh hưởng đến người tiêu dùng và gây áp lực tăng lạm phát. Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền còn lớn.